Sao hả? Tôi chưa ra khỏi nhà mà anh đã gấp gáp dẫn người khác về rồi sao? Cũng do chị thôi. Nó không phải chị vô dụng, chị lừa dối anh Minh thì tôi đâu có chen chân vào được. Cô đó hả? Chẳng qua chỉ là loại trà xanh giải khát thôi. Lúc cần thì người ta kêu tới, không cần thì người ta đá đi. Có gì hay ho đâu mà lên tiếng. Giữa chúng ta không ai tốt đẹp hơn ai đâu. Nhưng ít ra tôi chưa từng phản bội anh. Anh nên nhớ là giữa tôi với anh không ai ít cám dỗ hơn ai hết. Nhưng mà tôi đã chọn anh, chọn trung thành với cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhưng còn anh thì sao hả? Ngay từ đầu anh đã không tôn trọng cuộc hôn nhân này, có đúng không? Tôi đã cho cô nhà cao cửa rộng, cung phụng cô mọi thứ, vậy mà đẻ cho tôi một đứa con cũng không được. Cô còn đòi hỏi gì với tôi nữa? Đã vậy còn lừa gạt tôi làm chuyện động trời. Tôi đã có lỗi với anh, tôi không phủ nhận gì đó. Nhưng tất cả là vì tôi không còn đủ lòng tin vô cái tình yêu đổi trác của anh nữa. Và cho tới giờ này tôi không còn gì để đổi với anh, tôi chấp nhận ra đi. Bởi vì nếu như tôi tiếp tục bám víu vô cuộc hôn nhân này, tôi sẽ mãi mãi sống trong thấp thỏm lo âu rằng sẽ có một ai đó bước tới và giành lấy tất cả của tôi. Tôi sẽ không có một ngày nào bình yên khi sống trong căn nhà này. Nhưng ít ra tôi được là chính mình. Wow, drama thiệt chứ. Em chắc chắn đây là phân đoạn diễn đẹp nhất trong cuộc đời diễn viên của bả. Phải không anh? Thân của em được không? Được, được liền. Được chứ. Vậy thì chị cho phép con của em gọi chị bằng mẹ nhé. Vậy là cuối cùng chị cũng được làm mẹ rồi hả? Sau này sẽ có người gọi chị là mẹ rồi đúng không? Con ngoan, chị vui lắm. Rốt cuộc chị cũng được làm mẹ rồi. Chị đã có con rồi. Một đứa con được sinh ra từ sự chân thành. Cảm ơn em. Cảm ơn con. Em thương chị lắm. Mà không ai thương ba hết trơn à. Ai cũng quên ba hết trơn rồi cười em. Ba nào? Thì tôi là ba của bé Thiện Nhân mà. Vậy là từ nay hả? Con có ba nè, con có hai mẹ luôn. Con là sướng nhất trên đời luôn rồi đó.